để ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại thường diễn ra phức tạp vào cuối năm, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng. Đây là nội dung được thảo luận tại tọa đàm chung tay chống hàng lậu, hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng do tạp chí Hải quan tổ chức. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm và hàng giả dự báo sẽ phức tạp hơn vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử. Ví dụ đánh vào phụ tùng Honda, một loạt cái kết quả tìm kiếm, cho nên họ rất là dễ dàng lựa chọn cái sản phẩm của mình. Tuy nhiên, không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mà nó lại còn có cái hành vi nữa, họ dùng những cái sản phẩm thật chính hãng, nhưng cái đường link đến bán thì lại là những cái sản phẩm giả. Cái người tiêu dùng khi mà sử dụng hàng giả rồi đó, thì thật ra là cầm cái món hàng không biết mình đi kêu đâu. Là mặc dù là đã có cái nghị định là quy định là ở tại mỗi quận, tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là phải có một cái đơn vị để mà xử lý. Nhưng mà cho đến bây giờ, sau hơn 10 năm cái luật bảo vệ người tiêu dùng ra đời, thì chúng ta vẫn chưa có. Dưới góc độ cơ quan chuyên trách chống buôn lậu của ngành hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, Đảng và Nhà nước nhất trí quan điểm chỉ đạo tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Ngành hải quan đã xây dựng quy trình, quy chế, thủ tục thông thoáng. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng chính sách quản lý rủi ro để không khai báo không đúng với hàng hóa thực nhập. Các anh chị cũng biết rồi, Việt Nam chúng ta bây giờ là một cái đất nước mà có thể nói là hàng hóa có thể đi khắp các nơi trên thế giới. Quy mô xuất nhập khẩu chúng ta là top 20 thế giới. Cái lượng hàng nó vào Việt Nam, xuất nhập vào Việt Nam lớn như thế nào? Và lớn như thế mà chúng ta miễn kiểm đến 90%, 95% tôi nói nhiều lần, thì cái chỗ đó nó cực kỳ rủi ro. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý thị trường thành phố cho biết, cơ chế phối hợp, vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan thành viên Ban chỉ đạo đã được xác định rất rõ ràng. Chúng tôi có cái sự phối hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn. Khi có những vấn đề cần phối hợp thì chúng tôi có thể một mặt vẫn thực hiện theo đúng các cái quy trình, nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng có thể là trực tiếp liên hệ với nhau để trao đổi những cái thông tin mấu chốt nhất để có thể kịp thời cùng nhau triển khai những cái bước công tác về chuyên môn nghiệp vụ để làm sao đảm bảo cái sự kịp thời. Thứ nhất là xin đề nghị với chính phủ, ban chỉ đạo 389 quốc gia là tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng sử dụng tổng hợp sức mạnh của các lực lượng và cái thẩm quyền của các lực lượng cũng như trang thiết bị của các lực lượng để tập trung vào công tác đấu tranh này. Thứ hai, đề nghị các lực lượng chức năng bám sát vào những cái giải pháp mà văn phòng 389 quốc gia đã phát biểu và chỉ đạo hôm nay để tiến hành xây dựng các cái kế hoạch công tác của mình, bám sát cái nhiệm vụ đó. Cuộc đấu tranh đối với vấn nạn hàng giả, hàng nhái cần đến sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội cùng với sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách, đặc biệt là siết chặt các chế tài xử lý vi phạm để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng.